Tục trở lại kênh Mr. Longer Less Learn. Chúng ta đến với bài tập số 3 của người Pháp này các bạn. Còn trong cái nội dung looking back đó các bạn nha. Thế thì trong bài tập số 3 này á, người ta đề nghị mình là hoàn thành mỗi câu với cái chữ được cho và sử dụng so sánh bao gồm bất cứ cái chữ gì cần thiết các bạn có thể thêm vào cũng được. Đó, có nghĩa là các bạn, đây là người ta đã cho sẵn chúng ta này, trong cái bài tập số 3 này nó có 5 câu, từ câu 1 đến câu 5. Mỗi câu á, là chúng ta điền vô chỗ trống này và đương nhiên phải dựa vô một cái tính từ cho sẵn này các bạn. Và chúng ta phải biến đổi sao cho nó đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa trong câu với cái từ này. Và những cái từ phụ phụ xung quanh nó cũng được, miễn sao nó đúng nghĩa và đúng ngữ pháp. Rồi vậy thì với cái câu 1 này các bạn nhìn nè. Cái buổi triển lãm vừa rồi thì không như thế nào so với cái buổi triển lãm này. Và người ta cho mình interest là đam mê đó, thích thú đó, hấp dẫn đó các bạn. Đó, bạn thấy chưa? Thì nó có nghĩa là đều là buổi triển không thú vị á, không và thú vị đó, cái chữ này là bản thân nó là chữ thú vị. Thế thì chắc chắn chỗ này mình đoán được cái ý đồ người ta muốn dịch câu này á, là cái buổi triển lãm vừa rồi á thì nó không được thú vị bằng cái bữa triển lãm này, đúng không? Và thì lúc này chúng ta dùng so sánh gì? So sánh bằng. Các bạn nhớ công thức so sánh bằng không? Đây, vậy thì trong câu này các bạn phải viết lại đây cho tài nè. Sau khi tới chữ not này rồi á, thì các bạn viết sau cấu trúc so sánh bằng. As gì? Interesting. As. Đó, cấu trúc so sánh bằng này. As, tính từ và as. Rồi, sau đó là this one. Biến cái từ interest này. Bạn nhìn ra đó, nó chưa có as, xin lỗi, có interesting luôn các bạn nha. Rồi, vậy thì chúng ta chỉ cần thêm as và as trước và sau cái từ đó thôi. Interesting luôn, đúng chữ đó luôn. Rồi, vậy thì chúng ta chỉ cần as và as trước và sau đó để tạo nên một cấu trúc so sánh bằng này. Buổi, đây các bạn nè. The last exhibition chứ. Exhibition was not as interesting as this one. Cái buổi triển lãm vừa rồi thì không có thú vị bằng cái buổi triển lãm này. Rồi, thế thì tại sao chỗ interesting này chúng ta không cũng có một cái từ thú vị? Đó, tại sao không có phải là ed mà là in? Thế thì sau này các bạn lên tiếng Anh lớp 10 đó, thầy sẽ giảng kỹ chỗ này cho các bạn. Trường hợp nào tại sao không dùng đây mà phải dùng đây trong câu này. Đó các bạn nha. Sau này chúng ta rất là dễ lộ hai trường hợp này, nhưng mà để lên cao, chương trình lên cao thầy sẽ nói. Nhưng mà trong trường hợp này á, là bản thân cái sự vật nó mang tính hấp dẫn hay không mang tính, nó tác động bên ngoài chứ nó không phải là do cảm giác của chúng ta. Bản thân nó là như vậy, cho nên là chúng ta dùng in. Còn cái này ấy là ai cảm giác như thế nào á, các bạn hình dung được chưa? Thì khi này sau này, thực ra trong kênh của thầy cũng có nhiều cái video thầy nói về cái ED và in này rồi. Nếu các bạn mà xem nhiều, các bạn học kênh thầy, sau này các bạn sẽ gặp lại các bạn ok là. Rồi, đó là câu thứ nhất nha, không được dùng cái này nha, mà vẫn giữ nguyên cái này. Câu thứ hai này các bạn. Thành phố này đang phát triển trong khu vực mà có từ fast. Các bạn nhìn này. Cái fast này á là gì trong trường hợp này? Đây. Vậy thì ý đồ câu này á là người ta muốn nói là cái thành phố này đang phát triển nhanh nhất trong khu vực, đúng không? Nhanh nhất, đúng không? Vậy thì phải biến thành the fast. Đó, so sánh nhất các bạn thấy chưa? Có the ngay liền, đúng không? So sánh nhất mà fast này. Đây. The city is developing the fast in the region. Ok. Đó là cái ý đồ người ta muốn mình dịch cái câu như vậy. Đúng cái thông điệp câu người ta viết như vậy. Rồi, bài này có 5 câu đúng không? Câu số 3 này. Câu số 3 liên quan đến từ short. Short. Let's take this road. It is the way to the city. Hãy đi con đường này. Nó là như thế nào đến thành phố? Như vậy là chỗ này chắc chắn là ý người ta nói là hãy đi con đường này. Nó là con đường ngắn nhất đến thành phố. Wow, vậy thì quá dễ chỗ này so sánh nhớ tiếp. Vậy thì chỗ này phải biến thành the shortest. À xin lỗi các bạn.
cái câu trên đây này các bạn, the first so sánh nhất thì phải có est phía sau này nữa, est các bạn nhá. Xin lỗi thầy mãi mê thầy ấy, thầy không để ý. First này các bạn này, đó, the fastest, đó, the fastest đó, thì biến vô đây, ok nhá, in the region, ok. Rồi đó, thầy xin lỗi nha, thầy quên est vào cho các bạn. Rồi tiếp tục câu số 3 là gì? The shortest, đúng không? Ngắn nhất nè, đây, the shortest. Đó, thêm est vào, shortest. Rồi vậy thì chỗ này the nha, the shortest. Hãy đi con đường này. Nó là con đường ngắn nhất để đến thành phố. Let's take this road. It is the shortest way to the city. Ok, đó, vậy thôi các bạn. Rồi, đến lượt câu số 4. Tôi thất vọng vì cái bộ phim như thế nào các bạn? Hơn là tôi đã mong đợi. Vậy thì tôi thất vọng vì cái bộ phim sao? Không có như mong đợi đó các bạn. Đó, cảm thấy thất vọng vì bộ phim sao? Ít cái thú vị so với tôi mong đợi, ít vui, ít thú vị nè, entertaining nè, là vui, thú vị nè. Vậy thì tôi đã thất vọng vì bộ phim đã không có thú vị như là tôi mong đợi. Đó các bạn thấy chưa? Rồi vậy thì chỗ này so sánh hơn so sánh kém, bởi vì đã có than rồi, đúng không? Mà ít thú vị hơn thì mới thất vọng, đúng không? Vậy thì less, đúng không? Less entertaining. Vậy thôi. Đây, câu số 4 các bạn nhìn điều vô đây nè. Less, L-E-S-S các bạn nha. Less entertaining. Đó. Cái từ này có trong sách đâu đàn. Đây. Entertaining này. Less entertaining các bạn nha. Đây. Thầy sẽ dịch câu này. Vừa thầy viết lại nè. Thầy... I was disappointed as the film was less entertaining than I had expected. Đó, ok. Mẫu chốt của nó là như vậy thôi, so sánh thôi. Và cái cuối cùng, câu 5. You are not a safe driver. You should drive. Đây là một động từ thì chúng ta phải phía sau bổ sung cho bổ nghĩa cho động từ phải là một trạng từ, đúng không? Và chữ careful. Careful này là trạng từ hay tính từ? Tính từ. Vậy thì chỗ này ta phải biến nó thành trạng từ rồi chúng ta viết so sánh. Vậy thì các bạn thêm cái chỗ này chỉ cần là more carefully. More carefully. Đó, more carefully. Trong cái ô trống này là ra. Rồi thầy dịch nè. Bạn không phải là một tài xế lái xe an toàn. Bạn nên lái xe cẩn thận hơn. Đó, các bạn thấy chưa? Lái xe cẩn thận hơn, bởi vì chỗ này là động từ thì buộc chúng ta phải biến thành trạng từ để nó bổ nghĩa cho động từ. Chúng ta không thể giữ nguyên cái careful tính từ này được. Các bạn nhớ nha. Rồi đương nhiên more là cẩn thận hơn, đưa more vào là xong. Xong câu này. Đó, you're not a safe driver, you should drive more carefully. Đó là cách chúng ta luyện viết, luyện nghe, luyện nói tiếng Anh là như vậy. Và cái bài tập số 3 này liên quan đến phần tính từ này, so sánh trạng từ này, so sánh tính từ này, nó cũng là một chủ điểm rất là hay. Và hy vọng các bạn thấy video này có ích cho các bạn. Và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta đón nhận thêm nhiều cái video hay tiếp theo của Mr. Long lên nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video tiếp theo ở bài tập số 4.